Duy chuẩn bị loa liếc tí cho nó ngon lành nó mới đi vào phân tích cái này. Nó cái có cái tiêu đề là tin rất vui ngày 24 tháng 9 năm 2020 của cái tên Đặng Lộc 64, ghi ở dưới tôi yêu Việt Nam đấy, mà nó dùng hệ thống phần mềm TikTok để nó làm cái clip này. Nói đến phần mềm TikTok mọi người biết là của ai rồi chứ, mà người dân Trung Quốc đại đa số người ta sử dụng cái phần mềm TikTok này nhá. Tiểu quốc đã thống nhất bác bỏ yêu sách chủ quyền vô lý của chính phủ Bắc Kinh trên Biển Đông. Tin rất này, trước khi ấy Dương Vy cho mọi người xem cái hình ảnh này. Đây nha, phần mềm TikTok ở đây nhá. Tin rất vui ngày 24 tháng 9 năm 2020, Đặng Lộc 64, tôi yêu Việt Nam. Tin rất vui cho Việt Nam, Liên Hợp Quốc ra phán quyết cuối cùng công nhận hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa ở Biển Đông là hoàn toàn của Việt Nam. Trung Quốc nhục nhã cúi đầu cầu xin Liên Hợp Quốc, cầu xin Mỹ và Liên minh châu Âu. Bây giờ Dương Vy sẽ quay lại, Dương Vy sẽ làm cái live, sẽ phân tích từng cái câu nói của bọn nó trong cái clip này, và mục đích của bọn chúng là gì. Trước lúc vào cái phân tích clip này thì Dương Vy xin nhắc lại với tất cả các anh các chị, cô dì chú bác rằng nhé, trước mỗi lần nhà nước ta có một sự kiện lớn nào ấy, đặc biệt là đại hội đảng năm 2010 xảy ra sự kiện gì ạ, các vị tìm hiểu nhé. Năm 2015, trước lúc đại hội đảng xảy ra cái vụ gì đó, vào giữa tháng 6, từ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 2014, xảy ra cái vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 nó kéo sâu vào thềm lục địa của Việt Nam. Mục đích là gì? Phá hoại cái sự bình yên của đất nước, phá hoại sự tin tưởng của người dân, sự tín nhiệm của người dân và đảng. Qua đó các thế lực thù địch nó lợi dụng vào những cái việc này này, những cái sự kiện này này, trước cái kỳ mỗi kỳ đại hội đảng ấy, thì bọn chúng chuẩn bị tất cả mọi thứ và lên mọi phương án để chuẩn bị trước lúc đại hội đảng có một cái sự kiện nào lớn nó ảnh hưởng mà lan tỏa, người dân người ta dồn sự chú ý vào đó, bọn chúng mới bung ra. Cụ thể hơn là cái clip ngắn này, nó có cái tiêu đề tin vui ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Đặng Lộc 64 đấy. Ở cái đoạn đầu ấy, nó nói rất là hay, mọi người dân ấy, thậm chí nhiều người đấu tranh ở trên không gian mạng này lâu ngày ấy, vẫn không nắm rõ được cái bản chất của bọn chúng. Bọn chúng chơi cái bài mị dân lập lờ đánh lận con đen ở cái đoạn này này, đoạn đầu ấy, nói rất là đúng theo cái chủ trương đàm phán và đấu tranh của nhà nước Việt Nam và đảng Việt Nam, đặc biệt là bên Bộ Ngoại giao. Nhưng mà về sau chúng đi xuyên tạc đấy, và chúng nâng quan điểm lên để gây sự chú ý của người dân vào đấy, những người nghe. Âu EU trong đó. Đây Dương Vy sẽ tin rất vui cho Việt Nam, Liên Hợp Quốc ra phán quyết cuối cùng công nhận hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa ở Biển Đông là hoàn toàn của Việt Nam. Cái này là đúng này,
Đấy, nếu mà phán quyết như vậy là đúng. Nhưng mà Liên Hợp Quốc người ta không phán quyết như vậy, chỉ có tòa án người ta mới phán quyết nhá. Liên Hợp Quốc người ta chỉ có công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, nó không có phán quyết. Phán quyết phải tòa án, đúng không ạ? Mà chính thằng nào làm mất cái quần đảo Hoàng Sa, đó là thằng Việt Nam Cộng Hòa, làm mất ngày 9 tháng 1 năm 1974. Tiếp này, Trung Quốc nhục nhã cúi đầu cầu xin liền. Trung Quốc nhục nhã cúi đầu cầu xin Liên Hợp Quốc, cái đấy không bao giờ nó xảy ra. Bởi vì Trung Quốc là ai? Nó là một trong năm quốc gia mà có cái ghế lớn nhất, có quyền phủ quyết tất cả mọi việc ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đúng không? Cái việc mà Trung Quốc nó cúi đầu nhận, xấu hổ nhận tội trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nó không bao giờ nó làm. Cho dù nó sai, nó vẫn có quyền nó phủ quyết. Nên cái này là cái mị dân này, đánh lừa dư luận này. Liên Hợp Quốc cầu xin Mỹ và Liên minh châu Âu EU, trong đó có cả Nga, tha tội cho con đường lưỡi bò của Bắc. Đấy, từ trước giờ, ví dụ nó đem tàu chiến này, hay là cái tàu sân bay Liêu Ninh ấy, đi gây hấn hết khu vực này, khu vực nọ ở khu vực Biển Đông ấy, kể cả Nhật Bản, thằng Philippines, thì nó có cúi đầu nhận tội không? Rõ ràng nó sai ấy, mà nó còn đưa ra cái vụ nhận diện cấm bay nữa. Lúc đó mọi người lên tiếng, mà ở đây cụ thể hơn là Mỹ, người ta vẫn cho cái tàu chiến, cái tàu sân bay ấy, đi tuần tiếu ở khu vực Biển Đông để phá vỡ cái sự Trung Quốc đưa ra cái nhận diện vùng cấm bay một cách vô lý đó, đúng không? Kinh trên Biển Đông. Theo truyền thông của quốc tế tại trụ sở Liên Hợp Quốc thủ đô Washington DC, hôm qua vào lúc 23 giờ đêm theo giờ địa phương cho biết, đụng độ căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian qua đều là do phía Trung Quốc gây ra. Tất cả những cuộc... Cái này là nó nói là cũng đúng nhá. Cái nó nói đúng, đúng ở chỗ nào? Đúng là những cái căng thẳng, những cái đụng độ căng thẳng gây hấn ở Biển Đông đều là Trung Quốc gây ra. Cái đấy là đúng, nhưng mà bắt đầu nó dẫn từ cái đúng này, nó dẫn đi vào một cái chiều hướng khác để đánh lạc hướng, đánh lạc cái dòng suy nghĩ của người nghe. Cái âm mưu tâm lý chiến của bọn chúng ấy thực hiện rất là nham hiểm. Đây mọi người nghe đây. Căng thẳng và đụng độ này được nhắc tới rất nhiều tại hầu hết các cuộc họp của Liên Hợp Quốc, đều đề cập tới tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Và theo phóng viên của tờ báo BBC News của Mỹ cho biết, tại một cuộc họp quan trọng ở trụ sở chính Liên Hợp Quốc kết thúc vào đêm muộn ngày hôm qua, các thành viên gồm 200 nước cùng tổng thư ký của Liên Hợp Đấy, chính nó nói sai. Bây giờ các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 193 quốc gia rồi nha, không có 200 quốc gia, mà nó đã nói sai rồi. Thế vậy thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự lừa đảo mị dân. Nên tôi phải phản bác cái này. Mà tất cả các quốc gia, 200 quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, cái đấy nó lại càng sai hơn. Cái ý đồ của nó là ở đây là gì? Lát hết live Zombie sẽ phân tích sâu hơn. Quốc ông Antonio đã ra phán quyết cuối cùng công nhận hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa hoàn toàn là của Việt Nam. Đồng thời Liên Hợp Quốc cũng ra tuyên bố không công nhận con đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông. Gần 200 nước thành viên. Đúng, Liên Hợp Quốc nó không công nhận cái đường lưỡi bò là của Trung Quốc. Cái này ở trong cái cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nó cũng đã nói rõ ràng
là cái đường lưới bò của Trung Quốc ở Biển Đông này nó không có thực tế, không tồn tại, mà các thành viên ấy, người ta phủ quyết, không công nhận cái đường lưới bò đó nó thuộc về Trung Quốc. Cái đó Trung Quốc nó tự dựng, tạo dựng nên thôi. Chưa anh Lan Hoàng ơi? Của Liên Hợp Quốc đã thống nhất bác bỏ yêu sách chủ quyền vô lý của chính phủ Bắc Kinh trên Biển Đông. Tờ báo của Mỹ còn cho biết thêm, sau khi nghe xong phán quyết của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio tuyên bố trước gần 200 quan chức, lãnh đạo cấp cao của các nước tại trụ sở thủ đô Washington DC, Mỹ. Phái đoàn của Trung Quốc đứng đầu là Bộ Ngoại giao ông Vương Nghị cùng các thuộc cấp của mình đã bật khóc nức nở và cúi đầu, cúi gằm mặt xuống nhục nhã vì bị... Đấy. Nó nói thế, nó chỉ đánh lừa được những người dân bình thường. Một vị bộ trưởng bộ ngoại giao với các quan chức, các thành viên khác bật khóc nức nở, cúi gằm mặt xuống. Cái này là cái thêm mắm thêm muối, cái này xuyên tạc. Mà trong này nó không phải là riêng kích động bà con nhân dân ở Việt Nam, cái này là kích động chính những người dân ở Trung Quốc, người ta đang sử dụng cái mạng TikTok này, thậm chí cả những cái quan chức người ta hiếu chiến máu chiến này, bởi vì những cái lời nói xuyên tạc này, cái lời nói bậy bạ này làm người ta càng thể hiện mình hơn, người ta càng hung hăng hơn để người ta chống phá Việt Nam hơn, người ta càng đưa tàu ra cái vùng biển gọi là trồng lấn ấy, chưa xác định được ranh giới ấy. Về cái clip này cần phân tích nó dài lắm, lâu lắm, chẳng qua Dương Vy chỉ đi sơ sơ vào thôi. Dương Vy nghe lần này không khéo phải đến 100 bao nhiêu lần rồi. Thua đau đớn. Theo các nhà quan sát cho biết, tại hội trường rộng lớn của Liên Hợp Quốc có sức chứa lên tới gần 100.000 người đã hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Nam và tẩy chay Trung Quốc. Tất cả cái bài mà bọn chúng đưa ra là hô vang cái khẩu hiệu ủng hộ Việt Nam ấy, là cái bài người ta kích động lòng dân ở trong nước này hãy đứng lên cùng với các thế lực phản động này này, như mấy năm trước ấy, đứng lên làm cái chuyện này chuyện kia, bởi vì có quốc tế nó can thiệp vào, nó mị dân kiểu đấy. Các ánh mắt đều nhìn về phía đoàn Trung Quốc bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm, bởi vì phía Trung Quốc chính là kẻ chuyên đi gây hấn, bành trướng bắt nạt trên Biển Đông. Nên bây giờ Bắc Kinh họ phải chịu tội trước Liên Hợp Quốc là hoàn toàn chính xác. Chịu tội gì? Trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm được gì nó? Mà cái lá phiếu của nó, nó ngang bằng cái lá phiếu của Mỹ, Trung Quốc, của Mỹ, của Nga. Anh đợi em tí. Hãng CNN của Mỹ đã có một bài phỏng vấn với vài vị quan chức cấp cao của Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và Liên minh châu Âu, trong đó có Anh, Pháp, Đức, hỏi rằng các vị nghĩ sao về phán quyết cuối cùng của Liên Hợp Quốc, thì nhận được câu trả lời tương đối giống nhau. Hầu hết các bộ trưởng ngoại giao của các nước đều có chung câu trả lời khi cho rằng phán quyết của Liên Hợp Quốc. Các bộ trưởng bộ ngoại giao của các nước lớn đó, người ta trả lời gần giống nhau. Cụ thể bộ trưởng đó là ai, trả lời như thế nào, nguyên văn ra làm sao, cái đây còn rất là nhiều cái câu hỏi. Mà ở trong này ấy, rất là nhiều người nhé, Dương Vy có gửi clip mà nhiều người nhận ra ngay là cái này là người ta làm clip này dựng lên để chống phá đất nước, kêu gọi kích động người dân, lừa mị người dân. Mà đặc biệt đấy, trước thềm đại hội 13 của đảng này này, nếu mà Trung Quốc ấy, nó lại như cách đây hai kỳ đại hội đảng trước ấy, nó không gây hấn ở vùng biển này, gây hấn vùng biển nọ, không nhận diện vùng cấm bay hoặc là có vấn đề xáo trộn ở biên giới ấy, thì nó lại tiếp tục sử dụng cái chiêu trò khác. Mà cái thành phần phản động này nó đưa ra rất là nhiều phương án. Nếu mà có việc Trung Quốc đưa tàu sang vùng trồng lấn ở Biển Đông này, có đụng độ, có xô xát hoặc đem giàn khoan gì gì đấy vào khu vực trồng lấn ở Biển Đông, là cái đám này nó tung những cái video clip nó chuẩn bị sẵn này này,
ra để làm sao? Để kích động lôi kéo người dân đứng lên biểu tình chống phá đại hội 13 của Đảng. Đó là cái mục đích cuối cùng bọn chúng. Mà đứng đằng sau hậu thuẫn là những thế lực phản động, những thế lực bành trướng tay sai, thậm chí những kẻ hung hăng máu chiến của đế quốc, của ngoại bang, của cả Trung Quốc luôn. Đấy, đấy là cái vấn đề của bọn chúng. Quốc là quá chính xác. Thế giới ủng hộ Việt Nam, thế giới công nhận hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa hoàn toàn. Cái điều đấy không phủ nhận. Vùng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới, chứ nó không phải là vùng biển của Trung Quốc. Chính phủ của ông Tập Cận Bình tự vẽ ra và tự thừa nhận con đường lưỡi bò, chứ trên thế giới không một ai, không một nước nào công nhận. Hôm nay Liên Hợp Quốc ra tuyên bố cuối cùng bác bỏ đường lưỡi bò là hoàn toàn đúng đắn. Một vị quan chức đại diện cho phái đoàn của Italia nói với... Cái việc mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra phán quyết thì không hẳn, chỉ có đứng ra bác bỏ cái đường lưỡi bò đấy không phải là của Trung Quốc thôi. Lúc nay Dương Vy có nói rồi. Hãng tin CNN của các anh từ đừng có nóng. Tôi rất mãn nguyện về phán quyết cuối cùng của Liên Hợp Quốc. Phán quyết đó là cực kỳ quan trọng. Nó cho rằng Trung Quốc không có con đường lưỡi bò và Trung Quốc cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Phán quyết này hoàn toàn đúng với Công ước về Luật Biển năm 1982 mà 200 nước thành viên đã xây dựng lên. Chúng tôi xin chúc mừng phái đoàn của Việt Nam. Lấy đâu ra 200 nước thành viên xây dựng nên cái luật biển, cái Công ước Luật Biển năm 1982 thế? Nếu mà mọi người ấy nghe theo chưa ấy, hỏi xem cái Công ước Luật Biển được xây dựng năm 1982, lúc đấy trên thế giới có bao nhiêu quốc gia tham gia vào tổ chức Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cái thời điểm 1982 nhé, trước 1982 và trong năm 1982, lúc đó có bao nhiêu thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc? Không phải là 200 quốc gia.